Đây là cái khu vực cáp treo, cái đường đi lên cáp treo của An Thới các bạn. Ở dưới này nó có cái làng chài quá đẹp. Đây là những người dân làng chài ở khu vực An Thới nha. Trong luôn rất đẹp. Núi mình là núi gì đó. Của An Thới luôn mà núi rừng gì đó. Đây là cái khu phố 6 của cái thị trấn An Thới các bạn. Đây có công trình dân cư ở đây rất là hoành tráng nha. Nó là nằm kế một cái làng chài, dưới này là làng chài nè. Làm con đường quá đẹp. Khu này là thị trấn Hoàng Thôn. Đây là cái ngọn đồi người ta cải tạo thành một cái khu thị trấn, cái khu đô thị trên đồi. Ở phía sau nó là cái cáp treo. Đây là cái thị trấn Hoàng Hôn, một cái thị trấn khu du lịch mới của Phú Quốc các bạn. Này của Sinh Nét. Quá tuyệt vời. Quá đẹp. Ở đây các cái con tàu du lịch là chở ra biển đi chơi cũng rất là nhiều nha. Ở đây họ làm một cây cầu, một cái công trình này không biết nó cho vô chưa các bạn. Cái này chắc phải đi bộ á, cây cầu này cây cầu đi bộ á. Tí nữa mình sẽ qua bên này xem như thế nào nha. Xa xa là cáp treo nha. Dọc bờ biển. Đây nó cũng làm tượng, làm đồ nó để nữa. Cái bên đó là cái công trình gì á? Công trình nó đẹp lắm.
Cái này mô phỏng theo cái tháp đồng hồ của Anh. Ở đây có một cái tượng giống như tượng nữ thần tự do của Mỹ. Công viên quá đẹp. Ở dưới này là nguyên một cái bãi biển cát trắng luôn nha. Đây là cái khu cà phê cà pháo. Buổi tối rất là đẹp. Ở đây cái công trình này cũng chưa hoàn thành các bạn. Ở đây là có thể là công viên nước nha. Công viên nước rất là lớn. Có thể đây là một cái sân khấu nước. Trong cái vòm này nè. Mình đoán thì có thể là họ nuôi cả cá voi, biểu diễn cá voi, cá heo ở đây các bạn. Công viên nước. Ở đây có một cái cầu, cầu hoàng hôn. Quá đẹp, quá lớn. Đây là cái khu vực An Thế. Ở đây có hai em công nhân đang du lịch hay công nhân gì đó. Ở đây có một vài chiếc du thuyền ở đây nữa. Khu này khu phức hợp mà vui chơi giải trí, ăn uống nghỉ ngơi. Một cái vỏ sò rất là đẹp các bạn. Đây là Phú Quốc, An Thới Phú Quốc. Mình giống như một cái khu du lịch rất là nổi tiếng. Tất cả các cái kiến trúc thì đây là kiểu dạng của châu Âu các bạn. Một số trang trí một số cái khẩu pháo hồi xưa. Dừa này cũng mới trồng. Phải nói là họ bao một cái eo biển rất là đẹp nè. Cái biển rất là sạch đẹp. Quá tuyệt vời. Đây là cái tiếng chuông của đồng hồ nha. 11 giờ. Và nó gõ thật sự các bạn ơi. Rất là lớn. Đây là chuông thật luôn nha. Đồng hồ thật. Cứ ngỡ như đang ở châu Âu nha các bạn.
Đây là khu vực mình ngắm cáp treo nha. Quá cao. Cái đoạn này là giống như là cái đoạn lên dốc. Để cái cáp treo nó thòng xuống dưới các bạn. Cái đó là cái cáp này quá lớn. Xe nè. Cái này là cái trụ cáp treo, một trong những cái trụ cáp treo của An Thới các bạn, là khủng khiếp nha. Ở đây mình sẽ zoom lên cho bạn xem.
ở giữa như thế nào nha.